Xin chào quý anh chị. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cực phẩm, một lô đất rất là đẹp tại khu dân cư Him Lam. Với diện tích lô đất này là ngang 7,5 dài 20, tổng diện tích là 150 m², và lộ giới của con đường là 12 m, lòng đường 6 m, xe hơi tránh nhau thoải mái, và vỉa hè là 3 m. Thì với khu thì tổng quy mô của khu dân cư Him Lam này là 49 hecta, gồm rất là nhiều nhà phố, shop house, biệt thự. Thì với vị trí khu dân cư này rất là đẹp, và quý anh chị ạ, ở đây thì chủ đầu tư đã bố trí rất là nhiều cảnh quan rất là đẹp, là gồm nhiều cái hồ sinh thái điều tiết, làm cho không khí ở đây trở nên mát hơn, nhiều hơn, và đặc biệt là rất là nhiều cây xanh. Bây giờ là cũng giờ gần tối rồi, thì rất là nhiều cô chú anh chị là gọi để đi dạo bộ tập thể dục tại khu dân cư này. Với khu dân cư Him Lam này thì rất là gần Lotte, dọc theo trục đường Hữu Thọ thì có rất là nhiều căn hộ Sunrise City mặt ngoài và bên trong là khu dân cư Him Lam, nên đó là mức độ yên tĩnh rất là tốt, và chỉ cần một bước chân là mình có thể bước bộ ra đến siêu thị Lotte Max, và chỉ cần khoảng 7 phút di chuyển là mình có thể di chuyển đến trung tâm của chợ Bến Thành. Chỉ cần khoảng 3 đến 4 phút mình di chuyển lên đến những cái trường đại học lớn như là Đại học RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính Marketing và Đại học Cảnh sát Nhân dân. Một vị trí rất là gần, chỉ cần khoảng một bước chân mình đi qua cầu Him Lam là mình đến khu dân cư Trung Sơn, để ra hướng Nguyễn Văn Linh và di chuyển về hướng tất cả các tỉnh miền Tây. Khu dân cư này thì có một cái điều đặc biệt, đó là trung tâm cửa ngõ của quận 7, và khu dân cư này là cực kỳ yên tĩnh, và hiện tại là chủ nhà đang cần bán nên đang có một cái mức giá rất là tốt cho quý anh chị để ở và đầu tư. Thì quý anh chị mà quan tâm về lô đất này thì inbox ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu là cung cấp thông tin đầy đủ của anh chị. Thì giới thiệu cho quý anh chị là với cái lô đất này thì xây dựng là một hầm, một trệt, hai lầu và áp mái. Thì quý anh chị cần thêm thông tin của lô đất ngay cho Phước Sửu, và đặc biệt quý anh chị cần ký gửi hoặc là mua bán sản phẩm tại khu dân cư này thì gửi thông tin cho Phước Sửu. Phước Sửu sẽ là ra hàng sớm cho quý anh chị để chia quý anh chị có thể là giải quyết nhiều công việc hợp lý hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau ạ.